Tối qua ngày 22 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình kỷ niệm 5 năm Gala Tôi Đà Nẵng 2017-2021, tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu, truyền cảm hứng và có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Đến dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, người khởi xướng chương trình Tôi Yêu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của chương trình Tôi Yêu Đà Nẵng, nhất là đã lan tỏa những việc làm hay, hành động đẹp đến với cộng đồng, qua đó tiếp thêm động lực để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn, để mỗi người dân thành phố và những người đến sống tại Đà Nẵng đều tự hào về nơi mình sinh ra, lớn lên, sinh sống và cống hiến. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp của người Đà Nẵng. Có thể nói thời gian qua, dịch bệnh khiến thành phố, người dân và doanh nghiệp tổn thương nghiêm trọng. Nhưng chính những câu chuyện đẹp của tình người đã khiến chúng ta tin rằng sự tử tế là điều tuyệt vời và cần được trân quý. Qua 5 năm triển khai, chuyên mục Tôi Yêu Đà Nẵng trên báo Tuổi Trẻ đã tôn vinh hơn 150 cá nhân, tập thể có những đóng góp thầm lặng cho cuộc sống xã hội. 22 tập thể cá nhân được vinh danh trong chương trình năm nay đã truyền đi thông điệp tích cực về tình yêu thương, sự sẻ chia, nhất là trong bối cảnh đại dịch. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố trao tặng bằng khen cho các tập thể có đóng góp tích cực trong tổ chức chương trình Tôi Yêu Đà Nẵng giai đoạn 2017-2021.